Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bản tin tối nay Chủ nhật ngày 22 tháng 3 có một số tin tức trong nước nổi bật sau. Sẽ nhập 50.000 tấn thịt lợn trong năm 2020. Chưa tăng giá điện trong năm 2020. Đề xuất giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Năm 2020 được đánh giá là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành chỉ thị số 03 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Trong năm 2019-2020, Bộ Công Thương tiếp tục là bộ tiên phong hoàn thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh với việc cắt giảm đơn giản hóa 205 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Với 446 thủ tục hành chính hiện có, Bộ Công Thương cũng đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 152 thủ tục, gồm 132 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh, 18 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện, 2 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp xã. Theo Bộ Công Thương, việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh luôn được Bộ quan tâm, được thực hiện một cách triệt để, khách quan, công tâm nhất. Không phải vì lợi ích của Bộ Công Thương, ngành công thương, mà là vì doanh nghiệp và tiến tới mục đích xa hơn là vì xã hội, đại bộ phận dân chúng. Nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước về thịt lợn, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trực tiếp kết nối với tập đoàn Miratop của Nga và tập đoàn Masan của Việt Nam để đẩy nhanh việc hợp tác nhập khẩu, phân phối, tiêu thụ thịt lợn. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Miratop và Masan nhanh chóng kết nối, thương thảo hợp đồng để sớm đưa các sản phẩm thịt heo của Nga tới tay người tiêu dùng, góp phần giảm áp lực nguồn cung cũng như giảm giá thịt heo trong nước. Tập đoàn Miratop kỳ vọng trong năm 2020 sẽ xuất khẩu sang thị trường Việt Nam trên 50.000 tấn thịt heo và tăng dần ở các năm tiếp theo. Một thông tin khác hy vọng cũng làm giảm gánh nặng với các bà nội trợ hiện nay, đó là thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 06 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị điện lực khác không điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại đã chậm lại. Nhu cầu điện có giảm đi nên tình hình căng thẳng điện chưa diễn ra. Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị không điều chỉnh tăng giá điện trong năm nay. Cục Điều tiết Điện lực cho biết sẽ theo dõi sát tình hình tiêu thụ điện thực tế trong thời gian tới để vận hành hệ thống điện một cách hợp lý, có được chi phí vận hành kinh tế nhất. Nhà cao tầng ốp kính là một trong những đặc trưng của đô thị hiện đại trên khắp thế giới. Vật liệu kính được các kiến trúc sư đánh giá như là một tác nhân mới của kiến trúc hiện đại trong thế kỷ 20 bởi những ưu điểm vượt trội của nó. Cũng chính vì vậy, nhiều công trình cao tầng với thiết kế tường kính bao bọc toàn bộ bề mặt đã được xây dựng tại nhiều đô thị lớn ở Việt Nam. Hơn 9 giờ sáng, tại một công trình với thiết kế lắp kính màu phủ kín toàn bộ bề mặt tòa nhà nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trung tâm thành phố Đà Nẵng, cả tòa nhà như một tấm gương lớn, phản chiếu ánh mặt trời ra xung quanh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và giao thông. Rất là khó chịu. Đó là, thì qua cái tầm mà mặt trời chiếu vào thì lạnh hết. Thì lúc bây giờ là hắn sẽ lại chuyển sang phía khác. Hôm nào mà nắng nhiều á thì rất là ảnh hưởng cho những người đi đường. Nắng nó chói trong mặt cho nên những người đi người ta nhiều lúc phải thả đi một tay che mặt như vậy hoặc là đội mũ phải kéo sụp xuống. Còn tại một công trình tòa nhà cao tầng khác cũng với thiết kế tương tự, tòa nhà trở nên nổi bật hơn bởi thiết kế này nhưng cũng mang lại phiền phức cho cả khu dân cư. Chói lên kèm theo cái nóng nữa, nóng càng nóng nữa, nóng dễ sợ nữa. Nhìn vô nó cái là giống như cái ánh là dè rồi là đồ hay là đồ chía, giống như cái mấy hàn đấy, kiểu nổi. Theo các kiến trúc sư, công trình cao tầng bọc kính màu để trang trí bề mặt là xu thế của kiến trúc hiện đại với nhiều ưu điểm về kết cấu giúp thi công dễ dàng, công dụng hỗ trợ linh hoạt và tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị. Việc xảy ra tình trạng chói tại một số công trình là do hệ số phản quang của vật liệu đó không phù hợp với vùng nhiệt đới như miền Trung Việt Nam. Nếu cái vùng khí hậu mặt trời xứ lạnh, mây mù thì cái độ phản quang cũng có thể không ảnh hưởng nhiều. Nhưng cái vùng nắng nóng của chúng ta, nhắc lại Singapore thì độ phản quang của nó thường
là nó dưới 20%. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng, trên thực tế, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện chưa có quy định cụ thể về các loại kính được sử dụng, màu sắc yêu cầu ra sao hay hệ số phản quang quy định như thế nào, nên đang gây khó cho công tác quản lý của địa phương. Trong cái bối cảnh mà chưa có những cái cơ sở để xác định cái kính dùng trong xây dựng như này thì sở cũng đã có một cái văn bản đó là hạn chế tối đa những cái kính có cái màu nóng. Cái thứ hai nữa là đối với những cái kính mà có cái hệ số phản xạ ánh sáng mà cao thì khuyến cáo là nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Theo các kiến trúc sư, nhiều hệ lụy từ các tòa nhà ốp kính cao tầng ở các đô thị trên thế giới đã từng xảy ra và nổi bật nhất là ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính. Tại Việt Nam, việc vẫn chưa có quy định đánh giá hết được sự tác động trong quản lý cấp phép xây dựng các tòa nhà như loại kính ốp, hệ số phản quang, khả năng truyền nhiệt sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khó khắc phục cho kiến trúc tổng thể đô thị, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng như hiện nay. Do diễn biến của dịch COVID-19, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch giảm mạnh, các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn rất lớn, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động kinh doanh. Trước tình hình này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị miễn thuế giá trị gia tăng cho tiêu dùng du lịch và các doanh nghiệp du lịch, giảm chi phí môi trường cho các doanh nghiệp du lịch, giảm thuế khoán đối với các hộ kinh doanh du lịch cá thể trong năm 2020, triển khai gói hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời đề nghị chính phủ nghiên cứu miễn phí cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay đến các thị trường quốc tế tiềm năng. Các địa phương doanh nghiệp du lịch tập trung xây dựng triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa và quốc tế sau khi Việt Nam công bố hết dịch. Để chia sẻ với khách hàng trong thời điểm dịch bệnh, hãng hàng không Vietjet tặng gói bảo hiểm Sky Covid Care với mức hỗ trợ chi trả từ 20 triệu đồng và tối đa lên đến 200 triệu đồng cho tất cả hành khách bay trên các chuyến bay nội địa của hãng kể từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Cụ thể, mỗi hành khách có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ từ Vietjet trong vòng 30 ngày, kể từ lúc 0 giờ 0 phút của ngày thực hiện chuyến bay, bất kể hành khách bị nhiễm COVID-19 từ nguồn nào. Bảo hiểm này, hành khách cần cung cấp đầy đủ thông tin hành khách theo như quy định trong điều lệ vận chuyển của Vietjet khi mua vé máy bay và sử dụng dịch vụ hàng không. Tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch bệnh của hãng, của Bộ Y tế và nhà chức trách. Mọi thông tin về gói bảo hiểm Sky Covid Care được nêu chi tiết trên trang chủ của Vietjet tại địa chỉ www.vietjetair.com. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Gần 13.000 ca tử vong do COVID-19 trên thế giới. Bangkok đóng cửa tất cả trung tâm thương mại. WHO cảnh báo thanh niên cũng dễ bị tổn thương. Theo số liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins, tính tới sáng sớm nay, thế giới đã ghi nhận hơn 300.000 ca mắc COVID-19 tại 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó số ca tử vong đã lên tới gần 13.000 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu hiện đã vượt 7.000 ca, trong đó riêng tại Italia là 4.825 ca, Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận tới 285 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số người thiệt mạng do COVID-19 tại nước này lên 1.378 người. Cùng ngày, Pháp xác nhận 112 ca tử vong mới trong tổng số 562 ca tử vong do COVID-19. Còn tại nước Anh, số ca tử vong mới do COVID-19 tại nước này là 56 ca trong tổng số 233 ca tử vong. Anh cũng ghi nhận số ca nhiễm bệnh vượt 5.000 người. Hà Lan ghi nhận thêm 30 ca tử vong mới, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 136 người trong số hơn 3.600 ca nhiễm. Tại châu Á, Trung Quốc ghi nhận 7 ca tử vong mới trong tổng số 3.255 ca. Trong khi đó, Iran xác nhận thêm 123 ca tử vong mới, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước Cộng hòa Hồi giáo lên 1.556 ca trong tổng số hơn 20.000 ca nhiễm bệnh.
Italia ngày 21 tháng 3 thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do COVID-19. Đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong ở Italia tăng vọt lên 4.825 người, chiếm hơn 38% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới. Cũng trong 24 giờ qua, Italia phát hiện hơn 6.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên trên 53.500 trường hợp. Vùng tâm dịch Lombardia ở miền Bắc Italia tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề khi số ca tử vong tại đây đã lên đến gần 3.100 trường hợp, tăng gần 550 ca so với ngày 20 tháng 3. Mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tổng số ca mắc COVID-19 ở khu vực này hiện vượt 25.000 ca. Cùng ngày, Công đoàn Hưu trí Italia đã cảnh báo về quả bom hẹn giờ với hệ thống nhà dưỡng lão tại Italia, khi 500.000 người cao tuổi ở nước này đối mặt nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Viện Y tế cấp cao Italia cho biết, độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus SARS-CoV-2 là 78,5 tuổi. Hôm qua, chính quyền thành phố Bangkok, Thái Lan đã ra lệnh cho tất cả các trung tâm thương mại đóng cửa trong 22 ngày, từ ngày 22 tháng 3 đến 12 tháng 4, nhằm nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo yêu cầu, hầu hết các cửa hàng trong các trung tâm thương mại sẽ bị đóng cửa, trừ các siêu thị, hiệu thuốc, nơi bán thực phẩm để mang về hoặc giao hàng và những dịch vụ thiết yếu khác. Thống đốc Bangkok cũng ra lệnh đóng cửa những địa điểm có nguy cơ cao khác, bao gồm các chợ đêm cuối tuần cũng như một loạt địa điểm thể thao và giải trí. Thống đốc Bangkok kêu gọi công chúng không hoảng loạn và tích trữ thực phẩm, đồng thời đảm bảo rằng người dân có thể mua đủ thực phẩm và hàng hóa. Thái Lan ngày 21 tháng 3 ghi nhận thêm 89 ca nhiễm virus gây bệnh COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm tại quốc gia này lên 441 bệnh nhân. Đây là ngày có số lượng người bị nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận cao nhất từ trước tới nay. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 21 tháng 3 cảnh báo hiện nay thanh niên cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương trước dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu WHO cho rằng virus SARS-CoV-2 nguy hiểm và có thể khiến những người trẻ tuổi phải nhập viện trong vài tuần, thậm chí cướp đi sinh mạng của họ. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thế giới ghi nhận thực tế là người già và những người có tiền sử bệnh nền là những đối tượng bị dịch COVID-19 tấn công nhiều nhất. Nhiều quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về khả năng dễ bị tổn thương của người cao tuổi trước sự bùng phát và lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về tác động của virus SARS-CoV-2 đối với từng nhóm tuổi. Dịch bệnh COVID-19 đang làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người dân trên khắp hành tinh, khiến hầu hết các chính phủ phải gia tăng biện pháp hạn chế đi lại, đóng cửa trường học, công sở, hàng triệu người phải làm việc tại nhà, thậm chí nhiều người mất hẳn kế sinh nhai. Trong khi đó, giới chức thủ đô London của Anh ngày 21 tháng 3 thông báo hàng trăm người vô gia cư tại thành phố đã được đưa vào một số khách sạn để tự cách ly và được chăm sóc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng tại Anh. Theo thị trưởng thành phố London Sadiq Khan, hiện thành phố đã chuẩn bị khoảng 300 phòng thuộc hai khách sạn trong nội đô để làm nơi ở cho những người vô gia cư trong vòng 12 tuần tới. Ông Khan khẳng định chính quyền thành phố sẽ làm tất cả để bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người vô gia cư. Theo số liệu thống kê, năm 2019, khoảng 1.100 người phải ngủ ngoài đường phố ở London vào ban đêm. Quyết định trên được đưa ra sau khi trước đó chính phủ Anh đã yêu cầu đóng cửa các nhà hàng, quán cà phê cùng nhiều địa điểm đông người khác nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Đến nay, Anh ghi nhận hơn 4.000 ca mắc COVID-19 và 177 người tử vong do dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 3 cho biết Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Canada và Mexico nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng về tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19, Tổng thống Trump nêu rõ Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Canada và Mexico về các quy định đi lại mới tại các khu vực biên giới phía Bắc và phía Nam của Mỹ để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2, đồng thời vẫn duy trì việc giao thương. Tổng thống Trump cũng đề ra một biện pháp để chính phủ Mỹ thực hiện nhằm đối phó với những hệ lụy của đại dịch COVID-19. Ông cho biết đã thảo luận với các đại diện của những doanh nghiệp nhỏ và đảm bảo sự hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp này. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đang thảo luận về dự luật bổ sung nhằm cung cấp thêm các biện pháp giảm thiểu tác động cho các doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, ông Trump cũng lưu ý rằng chính phủ Mỹ đã chuyển ngày thu thuế từ ngày 15 tháng 4 sang ngày 15 tháng 7 mà không có bất cứ lãi suất hay mức phạt nào.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.